Hơi nước bốc lên từ tòa nhà lò phản ứng ở Fukushima, tin từ Tokyo. Công ty điện lực Tokyo ngày hôm nay cho biết, hơi nước đang bốc lên từ một tòa nhà bị phá hủy, nơi có chứa một lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Công ty TEPCO cho biết, mức độ phóng xạ xung quanh nhà máy không có thay đổi và công ty đang điều tra nguyên nhân tạo ra hơi nước tại tòa nhà này. Tổng quản lý công ty điện lực Tokyo, ông Masayuki Ono cho biết, nhiệt độ của phần trên của bình chứa hạt nhân thường ở vào mức từ 30 đến 40 độ C, tương đương với một bồn tắm nước ấm. Vì vậy, có thể là nước mưa ở tại nơi này đã bị nóng lên, tạo ra hơi nước. Ông nói thêm rằng, kết quả phân tích các mẫu bụi lấy ngay bên cạnh nơi có hơi nước bốc ra đã không cho thấy có gì bất thường. Mỗi lò phản ứng được bao quanh bởi một bể chứa nước. Bể chứa này được làm bằng thép dày từ 4 đến 8 cm. Bể chứa này có nhiệm vụ bảo vệ chống lại sự thất thoát chất phóng xạ từ các lò phản ứng. Trận động đất và sóng thần năm 2011 đã làm thiệt mạng gần 20.000 người và tạo nên cuộc khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất trên thế giới trong vòng 25 năm, khi nhà máy Fukushima bị phá hủy, làm cho chất phóng xạ thất thoát ra biển và không khí. Hơi nước bốc lên từ tòa nhà lò phản ứng số 3 đã được phát hiện vào lúc 8 giờ 20 phút sáng giờ địa phương bởi một nhà thầu đang chuẩn bị để dọn dẹp đống đổ nát tại khu vực này. 2 giờ sau đó, hơi nước vẫn còn được nhìn thấy. Phát hiện mới nhất nhấn mạnh sự khó khăn mà TEPCO đang phải đối mặt trong cố gắng giữ cho nhà máy bị tàn phá dưới sự kiểm soát. Khoảng một tuần trước, một mức độ phóng xạ lớn đã được phát hiện trong nước ngầm cách bờ biển 25 mét. Trong hơn 2 năm qua, công ty TEPCO đã tưới nước lên các lò phản ứng bị hư hỏng để giữ mát cho các lò này. Nhưng mỗi tuần, nước bị ô nhiễm, tích tụ một khối lượng tương đương với một hồ bơi Olympic. Vào tháng 4, công ty TEPCO cảnh báo công ty có thể không còn chỗ để chứa nước ô nhiễm và đã xin phép để đổ nước có hàm lượng phóng xạ thấp xung quanh nhà máy và ra biển thông qua một đường ống. Nhưng các ngư dân địa phương đã phản đối.